Chào mừng tất cả các bạn đến kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Hôm nay mình cùng với kênh YouTube Thảo 1990 Vlog đến xã Hiệp Sương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang để cùng gặp gỡ anh Mến. Anh mang căn bệnh lạ suốt mười mấy năm, làm cho gương mặt của anh biến dạng. Xin mời cả nhà cùng theo dõi video của mình nhé. Chào anh Mến. Anh nhà anh ở đây hay là nhà bên kia? Nhà anh Mến bên kia. Thì giới thiệu đến các bạn thì mình đã gặp anh Mến cách đây chắc khoảng 10 năm rồi. Và nhớ anh khúc bên đây, hôm nay mình cùng một người bạn mình đến đây để chia sẻ một cái căn bệnh lạ đã đến với anh Mến. Anh Mến đúng không? Anh Mến có thể cho biết là cái căn bệnh này lâu chưa anh Mến? Mười mấy năm rồi, hồi đó thì cũng bình thường nha. Vậy có chẩn đoán là cái bệnh gì không anh Mến? Lúc trước thì bác sĩ nó là khối u. Khối u. Sao là bác sĩ không biết là nó sinh vào u và. Dạ. Lúc trước nó gọi vô lắm. Dạ. Rồi uống thuốc lên, sao chúng thuốc đó, nó xẹp xuống gì. Xẹp xuống nó sợi luôn. Ăn uống cũng bình thường ha. Cũng khó khăn. Khó khăn. Anh Mến năm nay được nhiêu tuổi rồi anh? 35 tuổi. 35 ha? Tuổi tí quá, tuổi sửu quá. Tuổi dần hả? Thì cách đây cũng lâu lắm rồi, mình nhớ mình đi trên chuyến đường này nè, mình đã có gặp anh Mến một lần rồi. Mà mình không biết ở khúc nào. Hôm nay mình cũng nhớ lại, rồi mình rủ kênh YouTube của Thảo Vlog 1990 đến đây để quay cận cảnh về cái căn bệnh lạ của anh. Để chia sẻ đến cộng đồng mạng có thể đem đến anh nha. Nhà anh Mến bên kia hả? Lúc trước anh có vợ gì không anh Mến? Cũng có vợ rồi, bệnh sao nên vợ bỏ. Có vợ rồi vợ bỏ ha. Thì cái lúc anh này gặp vợ anh bao lâu rồi anh mới bệnh? Cưới vừa được đo động nhanh rồi đó, phát bệnh đó. Cưới giờ một năm mà phát bệnh. Phát bệnh rồi, sống cuộc sống tóc lớp không thôi nó đi lấy chồng đâu. Như anh kêu vợ anh đi lấy chồng á. Hằng ngày anh làm gì anh? Ăn uống gì là anh nấu. Cái nó đi dắt lúa đâu đấy ha. Dắt lúa, dắt dưa leo. Ăn uống gì là anh nấu, nó sống hằng ngày. Né càng gần. Thì mấy em bên kênh YouTube An Giang Lê Thanh cũng như bạn này kênh YouTube của Thảo Vlog 1990 cũng đến đây tìm hiểu anh như thế. Anh Mến năm nay nhiêu tuổi anh Mến? 35 tuổi. 35 hả? Thì anh bị cái này là bao lâu rồi? Bị căn bệnh này là mười mấy năm. Là hồi đó là tự động nó phát bệnh hay là nó anh có ăn trúng cái gì không hay là hồi đó là tự nhiên nó nhức cái lỗ mũi thôi mà nhức cái lỗ mũi ha nước con thở không được á thở không được rồi đi lên thành phố thì nó tự nó nổi khối u bị khối u mà nó mổ được cũng có cao nó cố mổ hoài không mổ thời gian nào qua nào rồi đó nó sung gụ luôn rồi nè nước hao mất luôn không có được luôn không có ăn uống luôn chỉ là uống nước với sữa mà sống còn sao mà ta cứ thèo đi thèo nhóc tôi cũng không hết rồi tôi có thứ sao đó thử thử ông thèo với tôi ngoan á không cho uống thuốc sao nó hết nó sợ hết rồi như này tới bây giờ là như vậy luôn ha. Thì anh có vợ chưa? Ở trước có vợ nhưng mà có bệnh tôi vợ người anh nhà hết. Có con không anh Mến có con? Hiện giờ anh đang sống một mình à? Sống với bà sao? Sống với mẹ sao? Rồi ai cũng mất luôn à? Hằng ngày anh cũng đi làm mướn sinh sống ha. Muốn gì làm nó sống. Tới giờ có ai lại giúp đỡ gì cho anh chưa? Lúc trước thì có nhưng mà cũng năm nay rồi. Tức là lúc bệnh người ta giúp đỡ, sau này mình hồi phục rồi mình làm có tiền rồi người ta không giúp đỡ nữa ha. Cái này là căn bệnh lạ nha các bạn. Lúc đầu giống như bú đúng không? Lúc đầu tự nhiên nó tự nhiên nó sưng bè mở bằng bú không có lý do luôn. Làm chắc cũng đủ sống không anh? Đủ
lúc cũng thiếu anh ta mình làm xong rồi. Đó ngồi mình nó cố qua ngồi cũng nó không có làm. Hiện giờ sức khỏe anh bình thường không? Cũng bình thường. Bình thường nha. Trong thì biến dạng mà thôi thấy cũng sức khỏe cũng bình thường, vẫn tỉnh táo ha. Nhà anh gần đây không hay cháu? Có khỏe nó đó. À, nhà cũng nhỏ anh. Nhà bình thường cho. Dạ. Nhà anh mấy anh em anh nói? Được ba anh em đi thẳng đó. Đi đâu? Đi Bình Dương nè. Có chồng con vợ đành nó lo à, đúng rồi thì anh em có lúc cái cha mẹ thì cha mẹ lo với anh em thì mà nay nó lo đi. Bây giờ hai bác còn cha mà bộ thì chết hết rồi cha mà bộ mất trước mắt thì quay cái clip này để đăng lên cộng đồng mạng để cho tất cả mọi người thấy cái hoàn cảnh của anh Mến như vậy để tìm đến địa chỉ để giúp anh. Có làm ruộng gì không anh? Không, muốn sống. Chỉ bằng mướn sống vậy thôi á. Tao là muốn mà nó nói. Dạ. Cái gương mặt của mình mà như vậy rồi anh Mến có cảm thấy thế nào? Không, buồn, khổ lắm. Nói chung ai cũng mong muốn cho mình được lành lặn với cái này đâu, không ai mong muốn hết. Này, cái bệnh như là trời cho rồi. Tuy bệnh gì cũng thấy anh cũng có cái động lực để sống, cũng làm mướn, ai mướn gì làm nấy, chúng mình phải cố gắng được à ha. Thì bữa nay không có việc, không có gì làm hả anh? Anh đó đón chặn xe. Chặn xe ông ra chạy qua lại đó. Bây giờ kêu anh Mến dẫn đi. Dẫn về nhà. Có thể anh Mến dắt lại nhà, quay cận cảnh nhà nha. Rồi chúng ta cùng đi theo chân anh Mến. Chung cái tuổi anh Mến cũng còn trẻ, mang một căn bệnh lạ. Căn bệnh này cũng không ai mong muốn. Nhà chồng có ai không anh Mến? Có mẹ. Mẹ. Sao ha? Vậy là ba mẹ trước mất. Nó không, nó cũng cho tiền gì không? Là ở xóm đây hay? Ở xóm rồi, cũng là lúc cứ đi lạo xa rồi lạo bạch đó. Cũng lúc trước thì cũng có nhà báo lên. Cũng lâu lắm rồi, cũng 7-8 năm nay rồi. 7-8 năm nay. Cứ ra lỡ cho 100-200. Dạ. Lúc đó còn bệnh ha, lúc đó như lao động chưa được ha. Sao nó sạc xuống, nó ra bệnh lắm. Nó là lúc trước. Như anh Mến mà bị như cái bệnh lạ như gì nè là nó có nhức cho trong gương mặt của mình không? Không, lúc trước thì có nhức. Hồi lúc trước có nhức ha. Lúc nhức dữ lắm, nhức là cũng còn đau. Là đêm nào cũng nhức hay sao? Muốn nhức thì nào nhức rồi. Mà sao mà nó hết nhức ha? Như hồi nãy là anh mới nói là cái uống thuốc của cái chú nào? Hồi nãy chú nào đó? Ở Kiên Giang. Thuốc Nam hả? Nam hay là thuốc Nam? Rồi uống là cái nó hết nhất, nó hết hồi lúc đó là nó bự không, nó sưng bự nè, sưng bự ra vậy luôn hả? Rồi không có đường, không thấy đường luôn, không có đường. Rồi uống cái thuốc đó là khoảng bao lâu mà như là uống một tháng, uống một tháng là tự động cái nó xẹp rồi bắt đầu nó xẹp xuống gì luôn. Cái này được bên thẩm mỹ viện là chắc là được. Nếu mà chắc là được. À, này bên thẩm mỹ viện có thể là nói có gì chứ đi thẩm mỹ cho nó thì ra bác sĩ Lê Hằng nhóc ở trên, bác sĩ Lê Hằng cũng thấy chuyên nghiệp đi nước Mỹ á, đem hồ sơ nước Mỹ đó. Có gỡ hồ sơ chưa con? Hồ sơ nước Mỹ có vô, Mỹ có ông Mỹ đó cũng có vô, kêu hai mẹ con trong ngoài đặng coi đặng ông thẩm mỹ, nhưng mà ông lắc đầu không có thấy được phải không? Nên hai mẹ con số 7 mình nó liệt rồi chết không rồi thẩm mỹ không được. Như vậy rồi chương trình kia sao làm được vậy? Làm có chụp hình có ấy rồi hết trơn phải không? Đi có khi khám rồi luôn rồi phải không? Có đi ra ngoài bác sĩ Lê Hằng khám. Nó là dây thần kinh, dây thần kinh bị liệt. Bây giờ thời gian này nó không biết thịt nó sống lại không mình không biết nha.
Chứ thời gian trước cũng đi cũng đầu 4-5 năm trước gì hả? Là như cô nói là cái bác sĩ nước Mỹ có đến đây rồi hả cô? Bác sĩ nước Mỹ đến ở ngoài thành phố à. Mình đi ra ngoài. Mà sao bác sĩ đó biết nè? Bác sĩ Lê Hành á, đem hồ sơ cắt nước hết trơn á, coi nước nào thầu được thì thẩm mỹ. Dạ. Ông cũng tội nghiệp dữ lắm, ra ngoài ông thấy mẹ con cũng nghèo khổ, mỗi lần ra ông cũng cho 500 mà đi ngoài hoài vậy đó. Rồi cái ông điện ra, lâu lâu cái ông điện ra, rồi thường bây giờ từ độ bác sĩ Mỹ vô tới giờ là ông không điện. Thật ra là bây giờ là bác sĩ ở bên Mỹ, người ta nói là hai gia đình trên ở bên cái mặt là mình biết luôn, là không có chỉ được. Dạ. Không phải là không chỉ được, mà phải anh em đi nghiên cứu á. Tức là bác sĩ nó để nghiên cứu á. Thì con bây giờ còn liên lạc với bác sĩ được không con? Không. Liên lạc với bác sĩ Lê Hành tại vì lâu quá rồi, xó xuống không rồi đâu có để liên lạc đâu được. Năm trước đi thì bác sĩ cũng vô nhiều lắm. Nó còn rẻ đó, nó luôn nghiên cứu, vừa đạo chào bất khỏe thôi. Thì để đăng cái video này lên cũng có thể hy vọng là các bác sĩ giỏi biết đến để gặp gỡ anh, để giúp cho anh ấy trở thành trở lại cái khuôn mặt bình thường. Nãy có đọc địa chỉ rồi đúng không? Dạ anh đọc lại đi, có gì mình cắt mình thấy rồi. Từ bác sĩ Lê Hạnh nói sao thôi. Bến hôm bị đẹp trai lá cháy bị giống tao quá, ông cũng kỹ nha. Phải tao lắc được, tao lắc tao là nhẹ lên cho gọi. Ông giờ ông kinh nghiệm hoài, chứ lâu lâu cái chừng cần cái ông điện ra. Cái gia đình ông kinh nghiệm đó, ông giờ cái mặt tới mặt lui, rồi ông cũng muốn thẩm mỹ cho nó, nhưng mà ông bó tay rồi. Yeah. Hôm nay để ông đi cắt nước ngoài, ông đem hồ sơ khơi nước nào thầu được thì thầu. Rồi điện cho con hay con máy ra. Dạ. Tiến lên nước Mỹ thầu. Rồi điện ra. Cái hai mẹ con cũng đi ra tới ngoại. Tới ngoại như bác sĩ như chị khó ha. Rồi bác sĩ nói chuyện với nó, tôi cũng gặp nó thì trong khám với nó đó. Dạ. Rồi ông nói tiếng Mỹ không mà. À, chị Kiều cũng như là anh Mến nè, ấy giờ cũng phụ bán bún tiếp chị vào buổi sáng đúng không ạ? Dạ đúng. À, thấy anh Mến đây làm sao? Thì nó đây nó hiền, nó cũng ai sớm ai cũng thương nó, nhưng mà nó ai muốn gì nó cũng mạnh á. Em cầu mong cho mạnh thường quân nhà hảo tâm giúp đỡ cho anh Mến, tại vì nó cũng mang căn bệnh lạ nè. Dạ. Cũng hy vọng các nhà hảo tâm cũng nghe lời, những cái lời của chị Kiều, người hàng xóm cũng nói về anh Mến cái căn bệnh lạ. Thì cũng cảm ơn chị nha. Dạ. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta được xem cận cảnh về cuộc đời của anh Mến với một căn bệnh lạ đã thay đổi gương mặt, làm cho tình chồng nghỉ vợ của anh đã gãy đổ. Nhưng đổi lại anh có một sức mạnh phi thường, ai muốn gì thì anh làm cái đó. Lê Thanh chúc cho anh Mến được nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Chúc các bạn may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.